Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay lại với bộ video clip hướng dẫn cách kiếm tiền và tiết kiệm cash bằng cách xây dựng website. Và cụ thể đây là website mà giảm giá nha. Và đương nhiên website này các anh chị có thể kết hợp giữa việc là review sản phẩm với việc là mã giảm giá luôn, thì nội dung nó sẽ phong phú hơn ha. Thì ngày hôm nay là video clip thứ 3, Long sẽ hướng dẫn các anh chị cách để các anh chị có thể tìm kiếm cái giao diện mà Long đã cài trong cái video clip thứ 2 ha, để cho nó đẹp mắt hơn, và cách để mà cài một số cái plugin để mà cập nhật mã giảm giá các anh chị. Những plugin mà đương nhiên là Rocket nó có rất là nhiều cái tiện ích mở rộng các anh chị, cho nên là các anh chị nên nghiên cứu thêm trên Google để có thể cài những cái tiện ích hữu ích cho cái Rocket nha. Long chỉ chia sẻ những một số cái plugin mà cần thiết để mà các anh chị có thể xây dựng một cái web mã giảm giá thôi. Đấy. Và các anh chị muốn phát triển thêm thì các anh chị nên xây dựng thêm một số cái, muốn cài đặt thêm một số cái plugin thêm ha. Rồi ok, chúng ta bắt đầu. Các anh chị muốn xem lại hai cái video clip trước đây của Long thì các anh chị có thể xem trong cái phần mô tả ha. Long có để cái đường link để các anh chị có thể quay lại xem hai video clip trước. Nếu như mà các anh chị lỡ xem video clip thứ 3 mà chưa kịp xem video clip 1 và 2 ha. Rồi, trước tiên để mà các anh chị tìm kiếm cái giao diện này thì các anh chị cần phải vào giao diện, vào cái trang mà admin của Rocket nha. Đấy, đây là địa chỉ của nó. Admin. Đấy, thứ 6 muasam.com, dịch nói là Rocket, dịch nói admin ha. Rồi, các chị đăng nhập ha. Đây, và chúng ta đã đăng nhập xong rồi. Bây giờ cái việc các anh chị cần làm đó chính là cài một số cái plugin ha. Plugin thì ở đây là cái gói mở rộng, các anh chị sẽ click vào cái gói mở rộng này nha. Đấy, và ở đây có một số cái plugin rồi nè. Các anh chị, nhưng mà nó đây đang không bật các anh chị. Đây là có thể là cách tốt nhất trên thế giới để bảo vệ blog của bạn từ spam. Có nghĩa là đây là một cái công cụ giúp mình chống spam các anh chị, spam tin nhắn lên web của mình đó anh chị. Các chị có thể kích hoạt cái này để mà được chống spam ha. Tuy nhiên thì cái đó tùy các anh chị nha. Nhưng mà ngày hôm nay Long muốn dẫn cách để cài cái plugin mã giảm giá nha. Thì plugin mã giảm giá thì Long đã chia sẻ rất là nhiều trên cái trang hoanglongteam.com nè. Long có viết một cái bài về plugin Smart Coupon mà do AssetJet đã tạo ra các anh chị. Và các anh chị, Long cũng đã làm luôn một cái bài viết số 2, Long chia sẻ về cái plugin, một cái plugin Pro các anh chị. Với plugin Pro này thì các anh chị có thể cập nhật mã giảm giá vừa tự động mà các anh chị vừa có thể tự cập nhật nữa. Đấy, rất là tiện lợi ha. Và các anh chị nên xem lại hai cái video clip về cài đặt hai cái plugin Smart Coupon và Smart Coupon Pro ha. Long cũng sẽ để trong cái phần mô tả video clip để các anh chị có thể theo dõi lại cái hai cái cách cài đặt đó nha. Và ngày hôm nay Long sẽ cài đặt và không có hướng dẫn nhiều về cái việc mà cài đặt đấy nữa ha. Đây, trước tiên á, là Long sẽ cài cái plugin là Coupon, Smart Coupon nha các chị. Long sẽ cài cái plugin mà Smart Coupon. Long đã tải rồi cho nên là Long sẽ tìm và Long cài luôn nha. Đây, rồi ok, Long sẽ tải cái này lên. Đây, Long cài cái plugin là Smart Coupon nha, kích hoạt. Các anh chị nào mà thấy cái thao tác Long quá nhanh á, thì các anh chị nên xem lại hai cái video clip Long hướng dẫn cách cài đặt Smart Coupon nha. Rồi tiếp tục, các anh chị cài thêm plugin kế tiếp đó chính là plugin Smart Coupon Pro nha. Long cũng đã tải rồi cho nên là Long chỉ việc tải lên thôi. Smart Coupon Pro đây. Đây, cài đặt. Kích hoạt. Rồi ok, xong. Bây giờ cái việc đầu tiên á, Long muốn làm đó chính là Long sẽ viết một cái bài về cái mã giảm giá. Ví dụ như hiện tại thì web của chúng ta chưa có bài viết nè.
Vậy thấy không? Chưa có bài viết nha. Và Long sẽ thay cái bài viết. Nhưng mà các anh chị thấy là hiện tại web nó bằng tiếng Anh các anh chị. À không, nó đã đổi sang tiếng Việt rồi đây. Nhưng mà vẫn có một vài từ bằng tiếng Anh. Thì các anh chị có thể vào trong phần này, vào cài đặt thử xem. Các anh chị có thể đổi nó thành tiếng Việt nha. À đây tiếng Việt rồi nha. Ok, để Long tìm xem. Thì đây chỉnh sửa rồi, ok đây. Bây giờ ở đây Long sẽ viết bài nha các chị. Long sẽ viết bài và Long chỉnh sửa là cái bài này luôn. Long sẽ chỉnh sửa nó lại và Long sẽ ghi là ví dụ như là mã giảm giá Lazada chẳng hạn, và Long sẽ xóa cái phần này đi. Thì á, một cái anh chị có thể tham khảo một số cái trang mã giảm giá nè, ví dụ như là mã giảm giá .com à, đây là trang rất là nổi tiếng trong cái việc làm tiếp thị liên kết. Thì các anh chị có thể tham khảo xem là một bài viết mã giảm giá thì họ viết như thế nào nha các anh chị. Đây các anh chị thấy không đấy, các anh chị nên xem nha, xem coi một bài viết mã giảm giá thì họ viết như thế nào. Thứ nhất là cái tiêu đề nè, cái tiêu đề thật là hot nha, Long chỉ viết demo thôi nha các chị. Và sau đó thì là cái phần nội dung nè, rồi sau đó thì cập nhật một số cái thông tin khuyến mãi nè, rồi cuối cùng có một số cái lưu ý nè, và sau đó thì mới là có cái phần là nhận coupon đúng không? Ok, như vậy thì các anh chị cần phải viết một vài ý gì đó về cái trang web mã giảm giá này của mình ở trong phần đầu. Ngày hôm nay Long chỉ hướng dẫn một để các anh chị có thể làm một cái trang web mã giảm giá để các anh chị có thể kiếm tiền tiếp thị liên kết, và nó khá là cơ bản nha các anh chị. Các anh chị cần phải tìm hiểu thêm một số cái cách để mà các bạn có thể làm web mình lên top này nọ, Long không có hướng dẫn SEO ở đây nha. Thì các anh chị có thể là viết bài. Thì Long nghĩ là một cái bài viết mà mã giảm giá chuẩn á, thì các anh chị có thể viết tầm khoảng là 3.000 từ, và trong đó thì có tối thiểu là 5 từ khóa mà các anh chị cần phải đưa vào trong bài viết của mình tối thiểu nha. Đấy. Ở đây thì Long chỉ cập nhật thôi, Long chỉ cập nhật cái ví dụ như đây mà em giá Lazada, Long cập nhật. Các anh chị có thể lựa chọn theo ngành nha. Nhưng mà tuy nhiên đây Long chỉ lựa chọn theo toàn bộ Lazada, Long sẽ lôi ra hết. Và ở đây có phần chuyên mục thì các anh chị có thể tạo ra cho mình một cái chuyên mục riêng ha. Ví dụ như là chuyên mục là mã giảm giá Lazada. Để chi? Để lát nữa mình sẽ tạo cái menu ha. Đấy, một mã giảm giá Lazada. Thêm vào. Rồi ok. Và các anh chị nhấn vào cập nhật. Đấy. Ví dụ như cái tên miền này không, cái đường dẫn này không đẹp, các anh chị có thể nhấn vào chỉnh sửa nè. Vào cái phần cài đặt. Đây. Các anh chị. Đấy, các anh chị sẽ thấy là cái bài viết của mình nó như thế này. Đó, và cái cập nhật mã giảm giá này rất là hay, là nó hoàn toàn tự động các anh chị. Nó sẽ được cập nhật tự động từ AccessChat ha. Và thêm một cái nữa đó chính là nếu mà các anh chị tìm được một cái mã giảm giá nào hay trên Lazada thì các anh chị có thể tự động cập nhật luôn ha. Ví dụ như đây là muốn cập nhật cái mã giảm giá thì các anh chị chỉ việc click vào đây và nhấn chữ thêm mới thôi anh chị. Đấy. Các anh chị lưu ý ha, các chị nên xem về cái phần Smart Coupon ha. Các anh chị cần phải cài cái AccessChat ID và AccessKey này nha. Đấy. Trong ví dụ để nó cài luôn để nó không tiện trong việc thao tác. Đây ha. Thì Long sẽ cài một cái AccessChat ID và AccessChat ID đây các anh chị.
mỗi người khác nhau anh chị. Các anh chị cài cái vấn đề này thì Long có chia sẻ trong cái video clip hướng dẫn cài Smart Coupon mà các anh chị có thể xem lại nha. Rồi ok, như vậy là xong. Và bây giờ thì Long có thể thêm mới được rồi nè anh chị. Đó, Long thêm được rồi nè. Long thêm một cái mã giảm giá vào ha. Đó, đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái trang web xem coi nó như thế nào rồi. Đó, thứ6muasam.com ha. Đấy, thì các anh chị thấy là ở đây Long đã có một cái bài viết là mã giảm giá Lazada này. Đấy. Tuy nhiên có cái hình ảnh này nè, nó không đẹp cho nên là các anh chị có thể lên trên canva.com ha để thiết kế cho mình một cái hình ảnh về cái mã giảm giá này. Đó, các anh chị có thể lựa chọn cái khung là khung đây ha. Các anh chị thiết kế chọn cái là YouTube thumbnail này cũng được nè. Đấy, Long ví dụ như ở đây Long sẽ lựa chọn cái giao diện này. Rồi Long sẽ sửa cái mã giảm giá này, Long đi chữ Lazada.vn. Lazada.vn. Đấy, mã giảm giá của Lazada.vn ha. Và Long sẽ thay cái hình này bằng một cái hình khác. Hình ví dụ nha. Long sẽ tìm cái Lazada và để làm. Hoặc là Long sẽ gắn một cái hình đại nào đây. Hình này đi. Đấy, Black Friday phải không? Ok ha. Đây, và sau đó Long load cái ảnh này về. Vào cái phần bài viết này thì các anh chị hãy click vào phần bài viết này ha. Các anh chị muốn đổi cái ảnh á thì các anh chị nhấn vào nút chỉnh sửa nè. Sau đó thì các anh chị hãy thêm vào cái ảnh đại diện ha. Đặt ảnh đại diện. Đây, nhấn tải cái ảnh đại diện vừa mới tải về. Đây ha. Đấy. Rồi, đăng ảnh đại diện. Rồi các anh chị cập nhật lại nha. Đây, tao sẽ cho anh chị xem nha. Nó xin như thế nào. Đây, và trang chủ thì các anh chị sẽ thấy là đây. Có nghĩa là bài viết của mình bây giờ nó đã có cái hình ảnh rồi đúng không? Nhìn nó sẽ đẹp và chuyên nghiệp hơn ha. Rồi, tiếp tục. Đây là cái cách để các anh chị có thể viết một cái bài viết trên cái trang blog của mình ha. Bây giờ cái Long muốn chia sẻ tiếp đó chính là cái phần menu nha các anh chị. Như các anh chị thấy đây thì nó có một cái phần menu này Long đã đổi thành là chữ mã giảm giá chấm mã giảm đa giá Lazada đây ha. Các anh chị có thể thay đổi cái menu bằng cách là vào giao diện nè, chọn menu nha. Đấy, chọn menu và các anh chị tạo. Ví dụ như đây Long đặt cái menu và nhấn tạo trình đơn ha. Và các anh chị có thể tạo cái menu theo chuyên mục các anh chị. Ví dụ như đây ha, Long sẽ tạo một cái menu ví dụ như là mã giảm giá đi. Đấy, mã giảm giá. Long sẽ thêm một cái URL là cái trang chủ chẳng hạn. Đấy, rồi ok, nhấn thêm vào. Đấy, và mã giảm giá thì chúng ta có nhiều mã giảm giá đúng không? Ví dụ như đây Long sẽ thêm mã giảm giá Lazada vào. Đấy, kéo qua đây là người cái này nó hiểu là mã giảm giá thì trong đó có mã giảm giá Lazada, các chị nhấn lưu lại. Rồi các anh chị quay lại thì các chị sẽ thấy là cái trang web của mình nó sẽ có thời sự thay đổi nha. À quên, các anh chị cần phải chọn nữa. Các chị cần phải chọn đây này các chị, chọn cái đầu tiên nha. Cái này có nghĩa là cái ở phía dưới nè, cái này là ở trên. Nhấn lưu. Rồi, F5 lại thì các anh chị thấy chưa? Đó, chúng ta có mã giảm giá nè. Và khi mà cái chi click vào cái mã giảm giá này, nó sẽ hiện ra cái mã giảm giá Lazada. Đó, sao nó lại không hiện cho mình? Mã giảm giá nè, chuyên mục con là Lazada nha. Có một cái sự trục trặc gì đấy.
để Long thử thêm một vài cái lên như thế này. Ví dụ như liên kết này, Long ví dụ như là mã giảm giá A đây rồi như này. Đấy. Và Long thêm một cái đường link, Long ví dụ thôi. Đây, Long ví dụ đường link này. Thêm vào, kéo qua đây, rồi nhấn lưu lại. Có vấn đề gì? Thứ 6. Chắc có lẽ là do cái trình duyệt của Long nó có vấn đề. Để Long thử một trình duyệt khác xem như thế nào. Trong quá trình đó thì Long sẽ hướng dẫn các chị đổi cái này. Đấy, chúng ta sẽ đổi cái này ha. Thì để đổi thì các anh chị nhấn vào cái chỗ là giao diện nè, và nhấn vào cái chỗ tùy biến nha. Giao diện nhấn tùy biến. Rồi ok. Ở đây thì cái chỗ có chỗ nhận diện size nè. Nhận diện size này để các anh chị có thể thay đổi cái logo nè, và thay đổi cái icon cho web. Phải là hình vuông và có ít nhất là logo là cái phần này các chị, cái phần mà có cái ví dụ như đây ha, ví dụ như là Hoàng Long Team thì có cái hình là cái hình máy tính nè, các chị thấy đó, nó có hình máy tính như này, ví dụ như là Access Chat, VN thì có cái hình chữ A nè, đấy, đó các anh chị thấy là có hình chữ A nè. Đó, thì các anh chị có thể thay thế cái hình này bằng hình nào đấy, Long ví dụ như Long load một cái hình đại lên nha. Đấy, ví dụ Long load cái hình này lên chẳng hạn. Ok. Đấy, nhấn chọn. Rồi ok. Đấy ha, bây giờ Long sẽ lưu và đăng lên thì các bạn sẽ thấy. Các bạn F5 lại thì sẽ thấy cái web mình nó có cái logo khác nè, các anh chị thấy chưa? Đấy. Rồi ngoài ra thì các anh chị có thể thay đổi cái logo nè, thay gì á, chữ là thứ 6 mua sắm này nè, các anh chị có thay bằng một cái logo khác cũng được, nhưng mà ở đây Long để nguyên nha các anh chị. Rồi thêm một cái nữa là phần đầu trang nè, không phải cái này, nhận diện size menu cài đặt trang chủ, Long đang tìm cái chỗ này. Phần đó là phần đầu trang, bài viết mới, tìm kiếm. Phần lock này là cái phần trang option. Đây các chị, ở đây là cái phần YouTube nè, Google cộng nè. Đó, các anh chị có thể vào đây ha, có thể thay đổi cái YouTube, Google cộng và Twitter này nè các anh chị, bằng cái link của các trang mạng xã hội các anh chị ha. Ở đây thì nó để cái dấu thăng. Đây, phần thay đổi lock ở đây nha các anh chị. Đây Long sẽ làm lại cho các anh chị xem là vô cái chỗ là Dem Option nè, và vào chỗ Block Setting nè. Ở đây nó có chữ lock này, các anh chị có thể ghi là web tổng hợp mã giảm giá. Đây các anh chị thấy không, nó đã đổi thành là web tổng hợp, chị tổng sai rồi đó, web tổng hợp mã giảm giá ha. Các anh chị có thể ghi dưới này là gì, nơi cập nhật mã giảm giá thường xuyên. Đấy. Thường xuyên. Đấy. Liên tục nè. Nói chung là các bạn có thể ghi cái gì đấy.
giúp bạn mua sắm tiết kiệm chẳng hạn. Cái máy làm nó lót nó bị lát quá, giúp bạn mua sắm tiết kiệm, biết nó không theo kịp, biết luôn. Sau đây là cập nhật mã giảm giá thường xuyên là liên tục để giúp bạn mua sắm tiết kiệm hơn. Đó là ví dụ cho thôi, các chị có thể biết nhiều hơn ha. Đấy. Rồi ok, thay menu, viết bài, rồi thay cái style đề, rồi ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục nè. Đây, tiếp tục đó chính là Lâm sẽ thay một số cái phần web get ở bên tay phải nè các anh chị. Cái thằng gọi là phần bên này nha. Cái phần menu này các anh chị có thể chia sẻ thêm một cái phần menu nữa là menu theo ngành nghề, gọi là gì ta, ngách sản phẩm các anh chị. Các anh chị là viết bài là Lâm ví dụ như Lâm viết bài hay Lâm viết một cái bài mới, Lâm sẽ thêm vào cái mục là mã giảm giá mẹ và bé chẳng hạn. Rồi ok ha. Đó thì các anh chị cũng viết một đoạn giới thiệu về cái mã giảm giá mẹ và bé này, ok không? Và sau đó thì các anh chị tạo ra một cái chuyên mục riêng, đó là chuyên mục về ngành mã giảm giá mẹ và bé. Có nghĩa là ở đây các bạn có thể chia ra nhiều cái danh mục, ví dụ như là mã giảm giá theo trang bán hàng, rồi mã giảm giá theo ngành hàng, ví dụ như đây ha, ví dụ như ADR thì các chị cũng chọn cái phần là mẹ và bé nè. Đấy, ok ha, của ADR. Rồi tiếp tục các bạn tìm cái của thằng Aeon nè, chọn cái mục là mẹ và bé nè, ok không, chọn. Rồi tiếp tục các bạn chọn cái thằng những cái thằng nào mà nó có chuyên mục mã giảm giá mà dành cho mẹ bé, các chị chọn hết nè. Đây Lotte nè, mẹ giảm giá nè, và thêm nữa ví dụ như là đây rồi tới gì nữa nhỉ, Nguyễn Kim thì không rồi, Tiki nè, đấy chọn mẹ và bé nè. Rồi tiếp tục chọn của thằng Tiki rồi Vin rồi Lazada là gì? Lazada này, chọn mẹ và bé. Đấy, rồi nhấn OK. Lazada, các anh chị nhớ Enter nha, Enter xuống như thế này. Rồi sau đó thì các anh chị nhấn, các anh chị có thể thêm ảnh đại diện vào ha. Thêm ảnh đại diện vào, ảnh này thì nó không phù hợp lắm, tại vì là đang là sản phẩm dành cho mẹ và bé mà. Rồi, như vậy là xong, các chị có thể nhấn vào và xem thử. Đấy, các anh chị thấy không? Và nó đã tập hợp tất cả những cái mã giảm giá dành cho các cái sản phẩm mẹ và bé, ví dụ như là sữa bột Nutifood Gold nè, Plus nè, cho trẻ thấp còi nè, sữa bột hương gì đó, rồi nè Hugi nè. Đấy, Hugi giảm khuyến mãi tháng 11 này. Đấy, coi có gian hàng nào đây. Đây các anh chị không, của AD rồi nè. Đấy, Hugi có giảm mã giảm giá nè. Đấy, đây ha. Cái loading này nó tự động nó cập nhật mã giảm giá cho các anh chị luôn ha. Rồi bây giờ cái phần đó là hai gợi ý ha. Lâm ví dụ như các anh chị có thể tạo thêm một cái menu nữa là chuyên về sản phẩm mẹ và bé chẳng hạn. Đây Lâm sẽ thêm cái menu vào giao diện nè, menu nè. Ví dụ như đây Lâm sẽ thêm cái phần là link tùy chỉnh này, Lâm thêm là mã giảm cái gì ta? Mã giảm giá, rồi cái này là mình ghi là ví dụ như chỗ này thay vì ghi mã giảm giá thì các anh chị ghi là trang bán hàng chẳng hạn, trang bán hàng. Đấy, chỗ này thì các anh chị có thể ghi là danh mục sản phẩm. Đấy, có nghĩa là mình tìm, họ tìm mà sản và mã giảm giá theo danh mục sản phẩm nha. Đấy, rồi ví dụ như đây Long cũng ví dụ thôi, Long ví dụ đây là sản phẩm mẹ và bé. Đấy, dán vào đây rồi thêm vào đây danh mục sản phẩm này,
và thêm một cái phần chuyên mục vào nữa, như là mẹ và bé nè. Các anh chị cứ làm tương tự, ví dụ như là chuyên mục sản phẩm điện thoại di động nè, chuyên mục sản phẩm xe máy này đó, vân vân ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem coi là trang của chúng ta như thế nào. Đây, các anh chị thấy không, nó đã ra thêm một cái phần là danh mục sản phẩm nữa nè. Sao nó lại không sổ cái menu này xuống vậy? Để chúng ta làm thêm vài cái nữa xem như thế nào, chắc có lẽ là nó có bị lỗi gì chặt gì đấy. Thêm lưu không chỉ ra chắc có lẽ là cái giao diện của Long nó có vấn đề, những cái gì các chị có thể là tìm một cái giao diện khác. Đấy, giao diện đó, do hồi nãy Long chưa load cái ảnh lên cho mà em nhớ mẹ bé không có ảnh nha anh chị. Đấy. Thôi tạm thời thì Long nghĩ là các anh chị có thể tải một cái giao diện khác nha. Giao diện này của Long nó đang có vấn đề cho nên là dùng nó không có được mượt mà lắm. Thì khuyến khích các anh chị nên mua nha, mua cái giao diện mà có phí á, thì cái tỷ lệ mà nó bị lỗi ít hơn là những cái giao diện miễn phí. Rồi bây giờ Long sẽ thiết kế cái phần bên này nè các anh chị, làm sao cho nó chuyên nghiệp hơn và tỷ lệ ra click nó cao hơn nha. Rồi. Để mà thay đổi cái giao diện bên đấy thì các anh chị nhấn vào cái phần quick get nè, quick get. Đây, các anh chị thấy nó có chỗ phần bài mới nè, phản hồi gần đây, lưu trữ chuyên mục gì đó. Các anh chị xóa bỏ hết mấy phần chài này nếu mà các anh chị không cần nha. Đấy, chuyên mục nè. Không thích thì các anh chị có thể xóa bỏ. Long thì không thích mấy cái này nên Long xóa bỏ. Phản hồi gần đây nè, bài viết mới, tìm kiếm thì Long để lại ha. Long sẽ thêm là thêm ảnh vào đây ha, video nè, ảnh là để thêm, các chị nhắn vào đây và nhắn vào chỗ thêm. Đấy, nó tự động thêm một cái ảnh vào và các chị có thể nhắn vào thêm ảnh đây. Long đã chuẩn bị một vài cái ảnh rồi cho nên Long sẽ lót lên luôn nha các chị. Các anh chị lưu ý là nên làm những cái ảnh mà nó có cùng kích cỡ nha. Nếu mà kích cỡ nó không có bằng thì nó nhìn nó không đẹp lắm. Cái gì tổng hợp lại giảm giá nè. Đó. Rồi nhấn thêm vào. Đấy. Và các anh chị có thể nhấn vào nút chỉnh sửa nè. Đấy. Và các anh chị có thể thêm cái phần URL thì chỉnh ở đây. Long ví dụ như bây giờ Long sẽ vào Lazada. Ta sẽ thêm cái link trang chủ hoặc là cái trang mà tổng hợp mã giảm giá của Lazada ha. Đây, tổng hợp mã giảm giá của Lazada ở đây. Long muốn thêm cái link này. Đấy, link khuyến mãi này. Đấy. Nhưng mà các anh chị lưu ý là các anh chị nên tạo link tiếp thị liên kết nha. Tạo link tiếp thị liên kết. Đấy, Long thì Long muốn làm nhanh cho nên Long sẽ dùng luôn link trực tiếp. Và các chị nên nhấn vào nút đăng cao này nè và click vào cái mục là mở liên kết ở một tab mới nha, một cái thẻ mới nha, để người ta lưu trú lại cái trang web mình lâu hơn thì cái tỷ lệ ra đơn hàng nó cao hơn, cái gì tỷ lệ Google đánh giá của web mình nó cao hơn nha anh chị. Đấy, thì ở đây ha, cho các chị xem lại nó web của chúng ta như thế nào. Đấy, ha. Đấy, các chị thấy không, chúng ta có được một cái banner ở bên góc bên tay phải nè. Đó, tương tự như vậy Long sẽ thêm một cái banner nữa. Long sẽ thêm một cái banner nữa. Văn bản này. Thêm một cái banner nữa. Thêm ha. Đây Long sẽ tìm một cái banner về cái ngày Black Friday chẳng hạn. Nó mặc dù nó qua rồi. Long vẫn thích thêm. Long thêm ví dụ thôi nha các anh chị. Các anh chị nên thêm những banner nào nó phù hợp với lại cái thời điểm á. Ví dụ như thời điểm nó có cái chương trình gì các anh chị thêm những banner vào thì nó sẽ phù hợp hơn ha. Banner đâu rồi? Long sẽ thêm
xong thì nó sẽ thêm banner này nhé. Thêm vào đấy thì cũng làm tương tự như cái gì, cứ nhấn vào chỉnh sửa hình ảnh nè, thêm cái URL thì chỉnh vào nè, rồi mở liên kết cho một cái thẻ mới nè, rồi nhấn cập nhật nè, rồi nhấn lưu lại nè. Đấy, các chị xem lại bài viết của chúng ta ha. Đấy, các chị thấy không, là nó lại xuất hiện thêm một cái banner này. Và tại sao các anh chị nên thêm những cái banner này? Ví dụ như người ta không tìm thấy cái mã giảm giá ở cái trang mà mình đã tạo ra như thế này nè, thì người ta có thể click vào cái chỗ là tổng hợp mã giảm giá để người ta đến cái trang mà tổng hợp mã giảm giá, để họ có thể tự tìm cho mình những cái mã giảm giá mà cái trang bán hàng nó đang có. Đấy, ví dụ bây giờ tìm mà không thấy nó thì đành chịu, đúng không anh chị? Đấy, ok chưa? Đấy, click vào đây. Đấy, nó sẽ bung ra một cái trang khác và người khách hàng nó vẫn còn ở lại cái trang web mình. Ví dụ họ muốn quay lại họ xem thì họ có thể quay lại xem nha các anh chị. Đấy, ok. Còn gì nữa không nhỉ? Đây là một số cái, những cái kiến thức cơ bản thôi các anh chị, để các anh chị có thể bắt đầu có thêm một cái phần. Ví dụ như các anh chị muốn thay đổi cái phần tên ở phía dưới này nè, đấy ha, thì các anh chị nhấn vào cái mục tùy chỉnh giao diện. Đây, giao diện nè, các anh chị nhấn vào cái mục là tùy biến. Rồi, tùy biến sau đó thì chọn cái phần là Demo Option nè, và chọn cái phần là đây, phần này đó, các anh chị có thể thay đổi nè. Đấy, ví dụ các bạn ghi là sản phẩm của, đấy, ở đây các anh chị có thể ghi là Hoàng Long Group. Đấy, thì ở đây là ví dụ thôi nha. Đó, các chị có thể thêm một cái trang web vào đây, các chị thêm trang web của Long vào. Web của các anh chị thì các anh chị có thể tùy biến một cái trang, cái tên khác nha, chứ đừng có ghi là sản phẩm của Hoàng Long Team, Hoàng Long Group, là sẵn là các anh chị đang promotion dùng web của Long, dùng cái dùng trang của Long đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem lại web của chúng ta nha, nó sẽ như thế nào. Đấy, nó sẽ như này nè, và ở đây nó có cái phần đấy, đây sản phẩm của Hoàng Long Group nè. Đấy, người ta click vào nó sẽ vào trang web của Long ha. Đấy, web tổng hợp mã giảm giá là nơi cập nhật mã giảm giá thường xuyên liên tục, các bạn có thể mua sắm tiết kiệm hơn ha. Đấy, rồi đó các anh chị, đó là một số cái cách cơ bản để các bạn có thể làm với tiết kiệm đó bằng cách làm web ha. Và Long nói luôn, việc các bạn là tạo ra được một trang web nó chưa đánh giá được gì cả các chị ạ, và nó chỉ là một trong rất là nhiều phương pháp để bạn có thể kiếm tiền với tiết kiệm liên kết thôi đó. Chính vì thế tạo ra được trang web là một chuyện rồi, nhưng mà các bạn cần phải thu hút người vào trang web của các anh chị là một cái điều rất là quan trọng. Như vậy thì làm như thế nào để các bạn có thể thu hút người vào cái trang web của mình? Đấy, đó là một cái điều mà Long muốn chia sẻ thêm cho các anh chị ha. Long các anh chị .com thì á, Long có chia sẻ rất là nhiều về cái việc mà làm web mã giảm giá cũng như là làm tiếp thị liên kết, để Long tải cái hình ấy về và Long chia sẻ thêm. Tạo ra web là một chuyện mà rất là cơ bản và ai cũng có thể làm được các anh chị. Hơn thua nhau là một số cái kinh nghiệm để thu hút khách hàng vào web của mình. Ví dụ như là SEO web nè, viết bài chuẩn SEO nè, đó vân vân ha. Đấy, hơn nhau ở đó các anh chị ạ. Rồi các chị ạ. Nói chung á là các anh chị, khi mà các anh chị đã có web rồi, khi mà các anh chị đã có web có link tiếp thị liên kết, có link tiếp thị, ở đây Long ví dụ là web mã giảm giá,
Ngoài ra các bạn có thể làm rất là nhiều loại web khác, ví dụ như là web về tài chính, web về giáo dục, web hướng dẫn kiếm tiền nè, và đặt link đến thì liên kết vào những cái trang web đấy. Và cái điều quan trọng nhất của một cái trang web đó chính là mang lại giá trị cho cái người mà đến cái trang web của các anh chị. Nếu mà cái trang web của bạn mà nó không có mang lại giá trị gì hết cho khách hàng thì coi như là web đó sẽ không thể nào mà phát triển được. Và cho dù các anh chị thu hút bằng cách trả phí đi chăng nữa cũng không có tác dụng các anh chị. Như vậy thì làm như thế nào để thu hút người vào cái trang web của chúng ta? Thì các anh chị có thể kết hợp một số phương pháp là trả phí và phương pháp miễn phí. Thì ở đây trả phí là sao? Các anh chị có thể sử dụng một số phương pháp như là quảng cáo Facebook nè. Đấy. Rồi quảng cáo AdWords nè. Đấy. Rồi ví dụ như khi mà các anh chị sử dụng quảng cáo vào trang web mình thì các anh chị cần phải giữ chân khách hàng mình lại bằng cái dịch vụ là mail marketing các anh chị. Mail marketing. À. Rồi sau đó thì các anh chị có thể sử dụng một số cái kênh gọi là free traffic để các anh chị có thể thu hút người vào web của mình. Ví dụ như là SEO YouTube. Cái việc những cái kiến thức này thì Long đã chia sẻ rất là nhiều trong cái kênh YouTube của Long ha, các bạn có thể xem lại. SEO YouTube để làm chi? Có nghĩa là các bạn có thể làm một cái kênh gì review YouTube ha, và để thu hút người ta vào cái trang web của mình. Đấy, ví dụ như là các bạn làm video clip là mở hộp cái đôi giày Hunter nè và tặng cho khách hàng một cái mã giảm giá 5%, và sau đó thì đưa cái đường link dẫn đến cái trang web của mình. Và khi mà vào trang web thì các bạn nên tạo ra một cái nơi thu thập mail đó chị. Nơi thu thập mail để mà khách hàng họ muốn nhận cái mã giảm giá của web bạn nhiều hơn thì các bạn người ta sẽ điền vào và các bạn sẽ giữ chân là khách hàng của mình ha. Đấy. Đây là cái định hướng của Long về việc mà các bạn muốn phát triển cái trang web này. Đấy. Thì làm web thì nó đơn giản như vậy thôi. Đó. Và các anh chị và các bạn muốn phát triển thêm thì các anh chị cần phải nghiên cứu nha. Nghiên cứu thêm về cái việc làm web mà như thế nào nó hiệu quả, cài thêm một số cái plugin vào. Ví dụ như đây Long có chia sẻ cho anh chị một số cái plugin rất là hay nè. Ví dụ như là plugin là thông báo người xem nè các anh chị. Cái này rất là quan trọng, nó giống như là việc là người ta like cái bài viết của các anh chị á. Và thêm một số cái gọi là thể hiện bày tỏ cái cảm xúc về cái bài viết của các anh chị nè. Và thêm một số cái gọi là đánh giá sao này nè. Đó thì cái việc này Long sẽ không hướng dẫn trong cái buổi ngày hôm nay, cũng như là không hướng dẫn các anh chị nha. Các anh chị có thể là vào Google để các anh chị có thể tìm cách là cài cái plugin vào. Cài plugin giống như là cái việc mà các anh chị và các bạn cài cái plugin mã giảm giá gì các anh chị. Đó, cài plugin mã giảm giá này nè. Đấy. Chỉ việc cài thôi, click vào cài mới là được, không có vấn đề gì cả ha. Long kích hoạt hai cái plugin này luôn. Đấy. Rồi, đấy thì đó là một đây là những cái video clip mà Long hướng dẫn các anh chị cách để mà làm một cái trang web ha. Đó, thì hiện tại thì web nó như thế này. Thứ sáu mua sắm. Đấy. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Click vào đây thì nó ra cái trang tập hợp mã giảm giá. Các anh chị có thể viết thật là nhiều mã giảm giá, ví dụ như mã giảm giá Tiki, Adero này nọ. Không, cái ví dụ ở đây là cái Lazada thôi. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái mã giảm giá khác nữa. Đây bài viết mới nè, các anh chị thấy không? Mã giảm giá mèo và bé, mã giảm giá Lazada. Ok, Long sẽ kết thúc cái video clip ở đây. Và đây là cũng là video clip mà kết thúc cái bộ video clip hướng dẫn cách để các anh chị có thể kiếm tiền từ liên kết bằng cách xây dựng website ha. Và cụ thể đây là website mã giảm giá. Và thật ra là với web mã giảm giá này các bạn không nhất thiết là phải làm web mã giảm giá. Các chạy bạn có thể làm web review ha. Review sau đó thì thêm cái phần mã giảm giá vào cho khách hàng để khách hàng có thể lấy mã giảm giá. Đấy. Đó cũng là một cái hướng làm rất là hay ha các anh chị. Đấy. Và như Long đã nói thì việc là các anh chị có một cái trang web thôi thì chưa đủ, để cần phải có
chuyển đổi thì các anh chị cần phải học cách thu hút người vào trang web của mình, ví dụ như là quảng cáo Facebook, quảng cáo AdWords nè, một số cái kênh miễn phí ví dụ như là sale web nè, sale YouTube nè, rồi Facebook marketing nè, rồi mail marketing nè, để có thể là tăng số lượng người truy cập vào web của mình, thì lúc đó các bạn mới có thể kiếm được tiền từ cái trang web của mình ha. Và nếu mà anh chị và các bạn không có nghĩa là đại loại như là làm không hiệu quả thì các anh chị có thể join vào group Hoàng Long, group của Long ha, thì để được nhận sự hỗ trợ trực tiếp của Long cũng như là các anh chị thành viên trong Hoàng Long group ha. Thì để mà các anh chị tham gia Hoàng Long group thì các anh chị có thể vào cái trang web mà Long hay chia sẻ kiến thức, đó là Hoàng Long Team, mà nhìn ở bên góc bên tay phải phía trên thì có cái phần là tham gia Hoàng Long group nè. Các anh chị click vào và đọc cái điều kiện nha. Nhớ là đọc cái điều kiện ai nên tham gia Hoàng Long group và ai không nên tham gia Hoàng Long group nha. Đấy. Và ở đây thì Long không cam kết vì thu nhập thì các anh chị vào tham gia Hoàng Long group ha. Vì đây là một cái nhóm trao đổi và cái việc mà làm thành công hay không nó phụ thuộc vào cái việc là bạn nỗ lực và bạn áp dụng cái kiến thức của Long như thế nào ha. Và Long sẽ kết thúc video clip ở đây và hẹn gặp tất cả các chú anh chị trong các cái đoạn clip kế tiếp. Và Long rất mong là các anh chị hãy chia sẻ cái đoạn clip này cũng như là bộ video clip hướng dẫn kiếm tiền với tiếp thị liên kết bằng cách xây dựng web này giúp Long ha, để cho thật là nhiều người biết về cái hình thức kiếm tiền online này. Đây là một hình thức kiếm tiền rất là hay ha. Và bye bye và hẹn gặp tất cả các chú anh chị vào những video clip kế tiếp ạ.